Quý vị khách hàng chăn nuôi đang tìm kiếm một dòng máy băm cỏ cho năng suất lớn, phục vụ trong thời gian ngắn. Một dòng máy băm nhỏ nguyên liệu, phục vụ đa dạng quy mô chăn nuôi, đập dập thành phẩm nhanh chóng. Một thiết bị hiện đại với băng tải tự động cuốn nguyên liệu. Xin giới thiệu phiên bản máy mới nhất năm 2022, máy băm cỏ nằm G400. Thu Ngân xin chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và xin thưa quý vị, ngay bên cạnh Thu Ngân đây đó chính là dòng sản phẩm máy băm cỏ nằm G400, dòng máy hiện đại mới được công ty Bình Quân cho ra mắt vào năm 2022. Vậy ở phiên bản mới này sẽ đem lại những tính năng và công năng tuyệt vời ra sao và lợi ích trong chăn nuôi như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi cùng với Thu Ngân nhé. Đầu tiên là khả năng băm ấn tượng. Trung bình máy sẽ cho ra lượng thành phẩm từ 3 đến 4 tấn trên 1 giờ làm việc. Nhờ về hệ thống động cơ 11 kW đủ tải và nguồn điện áp 380 V 3 pha ổn định sẽ mang tới khả năng băm đạt đúng năng suất và nhu cầu người chăn nuôi mong muốn. Lợi thế thứ hai là khả năng băm nhỏ nguyên liệu, phục vụ đa dạng quy mô chăn nuôi. Với thiết kế buồng băm tân tiến, buồng thứ nhất có nhiệm vụ băm cỏ và buồng thứ hai sẽ có nhiệm vụ đập dập cho ra thành phẩm cỏ từ 2 đến 4 cm, vừa nhỏ lại vừa mềm, giúp cho vật nuôi dễ ăn và hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả. Qua đó giúp người chăn nuôi tận dụng tối đa lượng thức ăn có sẵn tại nông hộ, giảm chi phí chăn nuôi mà đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao. Lợi thế thứ ba là máy được thiết kế hệ thống băng tải cấp nguyên liệu tự động hiện đại. Việc thiết kế hệ thống băng tải tự cấp nguyên liệu sẽ giúp quý vị đảm bảo an toàn khi sử dụng. Với thao tác đơn giản, chỉ cần đưa nguyên liệu lên băng truyền tải, sau đó băng tải sẽ tự động di chuyển đưa nguyên liệu tới hai quả lô kẹp kéo cỏ nhanh chóng và đi vào buồng băm. Mọi người sử dụng không cần phải đưa tay hay đưa nguyên liệu vào quá sát buồng băm. Lợi thế cuối cùng là thiết kế kiểu dáng hiện đại, thuận tiện cho người tiêu dùng và giá cả sẽ phù hợp để đầu tư chăn nuôi. Hệ thống 4 bánh xe di chuyển thuận tiện giúp máy di chuyển đi khắp nơi. Với thiết kế khung máy và băng tải ngang tầm người sử dụng, dễ dàng đưa cỏ vào băm, hạn chế tiếng ồn và rung lắc khi máy đang hoạt động. Với trọng tải của máy gần 3 tạ, càng nặng chứng tỏ máy thiết kế càng dày dặn và bền. Phần cửa xả có tấm chắn điều chỉnh độ phun xa gần sẽ thuận tiện cho việc thu gom. Máy băm cỏ nằm G400 sẽ mang tới sự tiện ích và năng suất tối đa dành cho những trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Và hơn thế nữa là mặt hàng sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, số lượng máy được xuất ra trực tiếp tại xưởng càng lớn thì giá cả sẽ luôn phù hợp với người đầu tư chăn nuôi. Dạ vâng, qua những video vừa rồi, quý vị đã có thể tìm cho mình một dòng máy băm cỏ phù hợp cho trang trại của mình hay chưa ạ? Nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ tới số hotline quen thuộc đang được hiển thị phía trên màn hình hoặc có thể đến trực tiếp công ty xem và lựa chọn bàn giao máy tại địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đến đây là video cũng đã đến hồi kết thúc. Thu Ngân xin hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.